Xin chào các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Cô tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, giáo viên trường mầm non xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh làm album tuyển tập thơ từ những nguyên vật liệu có sẵn từ địa phương. Và từ đó, phụ huynh sẽ giúp được con em mình vừa học vừa chơi khi ở nhà mà lại đạt hiệu quả rất cao. Và cô cũng đã tạo hình được một số bức tranh về một số nội dung bài thơ, ví dụ như bài thơ Gà mẹ đếm con. Bức tranh nội dung bài thơ Cây bàng. Bức tranh nội dung bài thơ Em yêu nhà em. Và để tạo hình được những bức tranh này thì các bậc phụ huynh cần phải tìm kiếm và thu gom những nguyên vật liệu có sẵn từ địa phương, ví dụ như vỏ hến, vỏ hướng dương, các loại hột hạt, tăm bông, len, ống hút, thìa sữa chua và các loại lá. Ngoài ra thì còn có một số những dụng cụ và những nguyên vật liệu khác nữa. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh làm bức tranh theo nội dung bài thơ Rong và Cá. Và để làm được bức tranh nội dung bài thơ Rong và Cá thì các phụ huynh cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như giấy A3, các loại lá, keo dán, màu, bút dạ và kéo. Đầu tiên, các bậc phụ huynh sẽ tạo hình con cá trước. Cô sẽ cắt phần cuống lá. Sau đó, cắt hai lát chéo nhỏ để làm miệng cá. Sau đó, cô sẽ cắt xung quanh đường viền để tạo thân cá, cho thân cá thon và đẹp. Cô đã tạo hình xong thân cá. Tiếp theo, cô sẽ lấy một chiếc lá khác để tạo hình đuôi cá. Cô cũng cắt phần cuống của chiếc lá đi. Sau đó, cô cắt hai lát cong đến điểm giữa của gân cá, của gân lá. Để tạo thành một chiếc đuôi cá. Sau đó, cô sẽ cắt hình tam giác nhỏ Cô sẽ tạo vây cá bằng hình tam giác nhỏ. Và cô cắt một đường cong để tạo vây ở trên. Sau khi đã tạo hình được xong con cá thì với những con cá khác cô cũng sẽ làm tương tự như vậy và xếp vào bức tranh tạo thành một đàn cá.
sau khi đã sắp xếp xong hình của những đàn cá. Và để định hình được bức tranh này thì cô sẽ dùng keo để gắn những con cá lại với nhau. Những con cá khác cô cũng dán tương tự như vậy. Sau khi đã dán xong những con cá thì cô sẽ dùng bút dạ để vẽ đầu cá. Cô vẽ một nét cong để làm đầu cá. Sau đó cô sẽ vẽ một chấm tròn nhỏ để làm mắt cá. Những con cá khác cô cũng làm tương tự. Khi đã tạo hình xong đàn cá, cô sẽ lấy những cây cỏ để làm những chiếc rêu. Cô cũng dùng keo để dán cây cỏ này lại. Sau đó cô sẽ dùng bút màu xanh dương để tô màu nền cho bức tranh thêm đẹp. Cô sẽ di kín mặt tranh. Sau khi đã hoàn thành được bức tranh thì cô sẽ có được những bức tranh như thế này. Và sau khi hoàn thiện được các bức tranh thì phụ huynh sẽ hướng dẫn con em mình làm quyển album. Và để được làm được quyển album thì trước tiên các bậc phụ huynh sẽ dùng kéo hoặc là đinh để tạo những lỗ tròn ở hai bên đầu của bức tranh. Sau khi đã đục được những chiếc lỗ thì phụ huynh sẽ lấy dây len để nối các bức tranh lại với nhau. Phụ huynh sẽ buộc chiếc dây len này lại để tạo thành một quyển album. Cô đã tạo ra được một quyển album như thế này. Và sau khi đã hoàn thiện xong quyển album thì các phụ huynh hãy hướng dẫn học sinh khám phá quyển album và cùng học cùng chơi trong quyển album này nhé. Ví dụ bức tranh với đàn cá này thì sẽ đặt tên bức tranh này là bài thơ Rong và Cá. Thì các bậc phụ huynh sẽ hướng dẫn con em mình lấy thẻ chữ cái và gắn vào bức tranh để đặt tên cho bức tranh Rong và Cá. Thank you.
khi đã đặt tên cho bức tranh Rong và Cá, các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn con đọc từ Rong và Cá và hướng dẫn các con đếm số cá ở trong bức tranh xem có bao nhiêu con cá. Các bậc phụ huynh hướng dẫn con luyện đọc thơ, bài thơ Rong và Cá. Với bức tranh tiếp theo, các bậc phụ huynh hãy cho con nhận biết xem trong bức tranh tạo hình được những con vật gì và cho các con đếm số con gà ở trên bức tranh. Hướng dẫn các con đặt tên cho bức tranh với nội dung bài thơ gì, ví dụ nội dung bài thơ Gà mẹ đếm con. Và từ đó, các bậc phụ huynh sẽ giáo dục con em mình chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình. Với bức tranh cây bàng, các bậc phụ huynh hãy cho các con liên tưởng đến bài thơ gì và hướng dẫn các con luyện đọc thơ cây bàng. Với bức tranh ngôi nhà, các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn con xem trong bức tranh có những hình ảnh gì. Hình ảnh ngôi nhà, hình ảnh cây chuối, hình ảnh con gà, ao cá, cây ngô và những đàn chim sẻ. Với bức tranh này, các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn con em mình luyện đọc thơ, bài thơ và đặt tên cho bức tranh này là nói về bài thơ nào. Ví dụ, với ngôi nhà và cây ngô, cây chuối, con gà, ao cá thì trẻ liên tưởng đến bài thơ Em yêu nhà em, luyện đọc thơ Em yêu nhà em và giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ ngôi nhà của mình. Ngoài những bức tranh mà cô vừa hướng dẫn các bậc phụ huynh thì có thể các bậc phụ huynh sẽ hướng dẫn con em mình tạo ra những bức tranh khác và với những nội dung của bài thơ, câu chuyện khác. Video của cô đến đây là kết thúc rồi và cuối cùng xin kính chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, luôn chăm lo, quan tâm cho con em mình hơn và giúp các con em mình cũng như ở trường, ở nhà được vui chơi và học tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bậc phụ huynh vào video sau.